nghi thức trì tụng kinh phổ môn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ba lần mở kinh pháp phật cao siêu mầu nhiệm cơ duyên may được thọ trì xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa quyền di kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đa bồ tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật tức diệu pháp trí độ bỗng sôi thấy năm quẩn đều không có tự tánh thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn nghe đây xá lợi tử sắc chẳng khác gì không không chẳng khác gì sắc sắc chính thực là không không chính thực là sắc còn lại bốn quẩn kia cũng đều như vậy cả xá lợi tử nghe đây thể mọi pháp đều không không sinh cũng không diệt không nhơ cũng không sạch không thêm cũng không bớt cho nên trong tánh không không có sắc thọ tưởng cũng không có hành thức không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn không có sắc thanh hương dị xuất pháp sáu trần không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc. Vì không có sở đắc, khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ, bát nhã ba la mật, thì tâm không chứng ngại, vì tâm không chứng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo đạt niết bàn tuyệt đối chư phật trong ba đời y diệu pháp trí độ bát nhã ba la mật nên đắc vô thượng giác vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là linh chú đại thần là linh chú đại binh là linh chú vô thượng là linh chú tuyệt đỉnh là chân lý bất vọng có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ bát nhã ba la mật nói xong đức bồ tát liền đọc thần chú rằng gate gate baragate barasamgate bodhi ha nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn đây tòa diệu pháp liên hoa Phổ môn một phẩm thơm lời kinh thi Linh màu pháp nhũ quyền di Hoa qua quang bủa khắp từ bi mẹ hiền Ngài vô tận ý khởi duyên Cầu xin Phật nói lý quyền cơ thâm Nhân gì Bồ Tát quán âm Đẹp như tên gọi cõi trần lưu danh Thế tôn từ mẫu giải rành Chúng con được hiểu muôn sanh tỏ tường Phật nhìn đại chúng mắt thương Nụ cười quan hỷ tuyên dương pháp màu Quán âm bi trí rộng sâu Tùy hình ứng hiện khổ sầu nhẹ dơi Lắng nghe tiếng gọi muôn nơi Tầm thanh thị hiện kịp thời cứu nguy xuống lên biến hóa tương tùy đến đi vô ngại giữa dòng nhân gian quán âm chịu lực vô vàng niệm danh bồ tát thoát dòng tai ương lửa dây thiêu đốt phố phường niệm danh bồ tát lửa liền tắt ngay nước ngập bão luộc đoanh dây Niệm danh Bồ-Tát có thuyền đến ngay Gặp quân bạo ác lưu đầy Niệm danh Bồ-Tát ác kia quá hiền Gặp loài ác quỷ giả dạ xoa Niệm danh Bồ-Tát phép màu giải dây Bị trù bị ếm cuồng ngây Niệm danh Bồ-Tát gặp thầy chữa thương Đi buôn gặp cướp đón đường Niệm danh Bồ Tát khách thương an toàn Dục lòng đắm sắc mê say Niệm danh Bồ Tát tỉnh lòng hôm mai Muốn cầu con gái con trai Niệm danh Bồ Tát gái trai phỉ nguyền Bồ Tát vô tận khởi duyên Như lai giải rõ diệu quyền cơ thâm quán âm hạnh nguyện khôn lường hiển bày phương tiện độ trần mê say pháp hành lưu diễn đó đây ba hai thân tướng đổi thay diệu thường thanh văn bích chi pháp dương đế thích thiên tướng phạm dương thánh hiền sa môn trưởng giả chư thiên quan dân cư sĩ phước điền giàu sang môn nhân quý tiện cơ hàng tỳ khưu nam nữ loại hình khác nhau giả dạ xoa càng thác la hầu ca lâu khẩn na ma hầu già la kim cang bồ tát thánh phàm tùy hình quá hiện độ hàm linh an pháp lành vô úy truyền ban quán âm từ mẫu mẹ hiền nhân gian Bồ Tát vô tận cùng hàng Thiên Long tứ chúng cúng tràng ngọc châu Tỏ lòng tín nhiệm thâm sâu Quán âm Bồ Tát nhiệm màu từ bi Kính nhường tận lễ thiết thi Quán âm dân cúng mâu ni nửa tràng Nửa tràng đem để tháp vàng Cúng Phật đa bảo đức lành niệm ân vì vô tận ý giải phân như lai tóm lược kết phần kệ tuyên người nghe hạnh quán âm ứng hiện khắp mọi nơi nguyện rộng sâu như biển không thể nghĩ luận bàn trải qua hằng sa kiếp phát nguyện lớn trăm sạch nghe tên cùng thấy hình quán âm thường nhớ nghĩ hay diệt mọi khổ não như có người muốn hại xô xuống hầm lửa thiêu nhờ sức niệm quán âm không mảy may nguy khốn hoặc bị kẻ thù đuổi ngã dấp nơi núi đá nhờ sức niệm quán âm không tổn hại thân thể hoặc gặp phải giặc dây dùng dao gậy toan giết nhờ sức niệm quán âm kẻ thù sanh tâm thiện hoặc bị nạn pháp luật tra hành hình sắp chết nhờ sức niệm quán âm đao gươm gãy từng đoạn hoặc bị tù xiềng xích tay chân bị gông cùng nhờ sức niệm quán âm giải trừ mọi tai biến hoặc gặp quỷ la sát nhờ sức niệm quán âm ác quỷ không dám gần gặp thú dữ dây quanh nhờ sức niệm quán âm thú dữ liền bỏ đi bị trùng độc tác hại nhờ sức niệm quán âm chất độc tự giải trừ mây đen mưa sấm sét nhờ sức niệm quán âm mây tan trời quang tạnh chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức bách quán âm diệu trí lực hay cứu người đau khổ Đầy đủ sức thần thông Trí tuệ làm phương tiện Khắp quả nước mười phương Quán âm điều hiện thân Dào ra trong đường ác Địa ngục quỷ súc sanh Khổ sinh và đau chết Không còn bị bức não Thấy lẽ thật trong suốt Đèn tuệ lớn chiếu soi tâm từ bi vô lượng thường nguyện thường chiêm ngưỡng hào quang sáng trong ngần mặt trời xua bóng đêm cản ngăn nạn gió lửa sáng rỡ khắp thế gian tiếng lành gian sấm dậy ý lành tở đường mây dưới mưa pháp cam lộ dập tắt lửa phiền não kiện tụng hầu cửa quan Quảng hốt nơi chiến địa Nhờ sức niệm quán âm Binh lửa đều dẹp trừ Pháp quyền diệu quán âm Chuyển động khắp trời đất vượt các tiếng thế gian Khởi tiếng tâm thường niệm Khi niệm lòng không nghi Quán âm bật từ mẫu Trừ khổ não tai ách Quán âm chỗ nương tựa Đầy đủ mọi công đức Mắt thương nhìn cuộc đời, phước rộng sâu như biển, xin cúi đầu đảnh lễ. Bây giờ ngài trì địa, đứng dậy lễ Phật thưa, hễ có chúng sanh nào nghe làm theo kinh dạy, trí lực được tự tại, sức thần thông ứng khắp, công đức của người ấy thật khó nghĩ, khó lường. Nhờ nghe lời Phật dạy, trong đại chúng hôm đó, tám muôn bốn ngàn người đều phát tâm rộng lớn, tu pháp môn vô lượng, nguyện độ khắp mọi loài. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Văn Quy Nguyện Trầm hương sông ngát điện Sen nở Phật hiện thân Pháp giới thành thanh tịnh Chúng sanh lắng nghiệp trần Đệ tử tâm thành hướng về tam bảo Phật là Thầy chỉ đạo Bật tỉnh thức dạng toàn tướng tốt đoan trang trí và bi viên mãn pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời đệ tử nương nhờ tam bảo trên con đường học đạo biết tam bảo của tự tâm nguyện sinh chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài tập từ bi hành hỷ xã sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục nếp sống lành mạnh an hòa cho thân thể kiện khương nguyện rũ bỏ âu lo học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo ơn cha mẹ ơn thầy Ơn bè bạn chúng sanh, nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài, vượt ra ngoài cõi khổ, xin Phật pháp tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Trì niệm nam mô đức bổn sư phật thích ca mâu ni nam mô đức bồ tát đại trí văn thù sư lợi nam mô đức bồ tát đại hạnh phổ hiền nam mô đức bồ tát đại bi quán thế âm nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành an lành trong mỗi giây mỗi phút cầu ơn tam bảo luôn che chở bốn loài sinh lên đất tình ba cõi thác quá tòa sen hàng sa ngạ quỷ chứng tam hiền dạng loại hữu tình đăng thập địa nam mô đăng thập địa bồ tát hộ trì phật pháp trời Atula và dược xoa đến đây nghe pháp nên trí tâm ủng hộ Phật pháp được thường còn xin nhớ làm theo lời Phật dạy tất cả đến đây cùng nghe pháp hoặc ở dưới đất hoặc trên không hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương ngày đêm an trú trong chánh niệm Nguyện cho thế giới thường an ổn Vô biên phước trí ít quần sanh Hết thảy tội chướng đều tiêu trừ Xa lìa khổ não lòng an tịnh Đại chúng nhất tâm trì giới hành Công phu thiền định gắn cần chuyên Đó qua huệ giác nở trang nghiêm Khắp nơi mọi loài đều an lạc quay về nương tựa con về nương tựa phật người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết con về nương tựa tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức hồi hướng trì tụng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện học ân nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoạn phật quả xin chứng nên Pháp tu quán âm Trong đời sống chúng ta ít có thì giờ đều đặn để tụng kinh ngồi thiền Cho có sự định tâm, trao dồi ba nghiệp thân, miệng, ý, thanh tịnh Để bổ khuyết cho việc tu tập, tiêu trừ tai chướng Tưới tẩm niềm vui, hạnh phúc trong đời sống Chúng ta nên phát nguyện trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuyên Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào Như khi lái xe, nấu ăn ngồi đợi xe buýt chờ bác sĩ tưới cây làm giường lau nhà cửa trì niệm danh hiệu đức quán thế âm và theo dõi từng ba hơi thở ra vào là một phép thiền quán âm rất có tác dụng và linh nghiệm thở vào thở ra là một hơi thở và thầm niệm nam mô đại từ đại bi bồ tát quán thế âm cứ theo dõi từng ba hơi thở như thế cho vững chãi rõ ràng sau khi đọc bài kệ sau đây kệ niệm quán âm quán thế âm bồ tát đấng linh thiên nhiệm màu con thành tâm tưởng niệm kính lễ xin quy y chăm niệm như thế thường xuyên trong mọi lúc đêm cũng như ngày để được định tâm tinh thần an ổn và mọi sở cầu sẽ được như ý trong lúc ngồi thiền làm việc cho chí vào nhà tắm ta vẫn có thể trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tình không bến. Tình ta gửi tận muôn phương. Cho hoa nở khắp trên đường nhân gian. Mắt em là cửa thiên đàng. Mắt anh sáng dậy thêm thang mấy tầng Thuyền qua biển sóng mênh mông Chở trăng và những giọt không giữa dòng Bao giờ bến đục chưa trong Ta còn có mặt bên dòng tử sinh Trầm luân dẫu có vô tình Đâu đây hiện dáng chân hình ngàn xưa Thu về hạt nắng đông đưa ngồi nghe vàng xuống lưa thưa ráng chiều tình không bến rộng bao nhiêu ta còn ở đấy bấy nhiêu đợi chờ tận cùng cuộc lữ bơ vơ nụ hôn từ thuở ban sơ rạng ngời sơn cư Sư ông đón tiểu về chùa Ngày bỏ nhà vào chùa trên đường đón xe đò Đi từ đường Cái quan Làng Long Hưng, tỉnh Quảng Trị Và chùa Báo Quốc Quế Tôi có cảm tưởng như mình đang trở lại nhà sau nhiều năm lưu lạc Làm thế nào để được về lại ngôi nhà tâm linh Mà có thể là nhiều kiếp xa xưa mình đã từng trú ngủ Tôi chỉ một lòng niệm danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm như một bé thơ tưởng nhớ tới mẹ Và đi tìm mẹ Trên đường đi từ nhà ra đường cái quan Ngang qua chiếc cầu tre lắc lẻo Bị nước cuốn vì mưa bão Tôi đã bị nước mang đi Và nhận chìm dưới cơn lũ tháng 10 Trong lúc bị tai nạn Lòng tôi rất bình tĩnh Và miệng liên hồi niệm danh hiệu mẹ hiền Quán thế âm Không biết tôi đã bị nước cuốn trôi bao lâu Nhưng lúc gần xế chiều Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm phơi nắng trên cồn cát trắng cận đường cái quan không bao lâu có chiếc xe đò dừng lại rước tôi vào chùa báo quốc quế thay vì lấy tiền ông tài xế đã cho tôi quá gian miễn phí hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã trên phố quế tôi lội giữa cơn mưa từ đường cái vào chùa ướt như con chuột lột vừa vào đến hiên chùa báo quốc có chú sa chi tâm hòa là người cùng quê với tôi ở làng long hưng Chú đưa tôi đến phòng sư ông Duyên Giác ra mắt Sư ông là vị thầy trong chúng lớp lớn của chùa Báo Quốc Bây giờ sư ông đi hành đạo sáng lập Và đang trụ trì ngôi chùa Giác Hải Ở làng Xuân Tự, tỉnh Khánh Hòa Cách Nha Trang chừng 60 cây số Vừa gặp sư ông là như một cái may Tôi quỳ mọp xuống đảnh lễ Với tất cả nỗi vui mừng, sợ kính và xúc động khó tả Sư ông không hỏi tôi tên là gì, con cái nhà ai, từ đâu tới Mà sư ông chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy thiện cảm và quan hỷ Rồi chỉ hỏi tôi một câu ngắn gọn Con đi tu để làm gì? Tôi liền ứng khẩu trả lời một cách chức khoát không cho dự, không chậm trễ Thưa thầy, con đi tu để mai mốt làm giảng sư Giảng sư tức là vị thầy tu chuyên trách diễn giảng đạo lý theo tinh thần lời Phật dạy, cho nhiều người nghe để phát tâm tu học, chuyển quá mê lầm và đau khổ. Sau khi nghe tôi trả lời, sư ông gật đầu mấy cái, rồi dẫn tôi đi ra phía sau hàng hiên nhà bếp để cạo tóc. Tôi được sư ông chừa lại một cái giá, tức là chòm tóc nhỏ trên đầu. Nếp áo quần học trò màu xanh dương của tôi được sư ông cho thay đổi bộ quần áo nhạt màu nâu của chú tiểu ở chùa. Lần đầu bận bộ quần áo rộng thùng thình Nhưng tôi có cảm giác như mình vừa cởi bỏ một vật gì nặng nặng trong tâm và trên cuộc đời Cũng từ đó sư ông đặt cho tôi pháp danh Nguyên Nguyện Khuya hôm sau mới 3 giờ sáng Hai thầy trò mang hành lý quốc bộ ra nhà ga xe lửa Lên chuyến tàu sớm để vào Nha Trang về chùa Giác Hải Tôi đã về với căn nhà tâm linh và tôi đã gắn bó với Thầy tôi Với huynh đệ, với Phật tử mọi giới Với Phật Pháp suốt gần nửa thế kỷ qua Đợi đến ba năm sau hành điệu Giáo dưỡng cách sống của một nhà tu Bởi tình thương của sư ông Tôi được thọ mười giới sa di Và được sư ông cho phép đến Phật học viện Phổ Đà, Đà Nẵng Theo đại chúng tu học cả hai chương trình Phật học và văn hóa phổ thông Đó là vào năm 1958 trong bữa tiệc tiễn chân tôi nhập viện tu học Sư ông tâm sự cho đại chúng nghe về sự tích đón tiểu về chùa Chú nguyên nguyện đến chùa ta là do Bồ Tát Đức Quán Thế Âm mách bảo Thúc dục Thầy ra chùa báo quốc ở Quế Để đón chú bé về chùa tu học Chúng ta tin tưởng, Thầy trò chúng ta tin tưởng là tương lai chú bé này Sẽ làm giảng sư, làm pháp sự nối chí thầy tổ trao truyền chánh pháp đi khắp đó đây mở mang đạo phật và lợi ích quần chúng sau khi nhập thất ba tháng tụng trì và lễ bái mười bộ kinh pháp hoa mười bộ kinh hoa nghiêm mười bộ kinh bát nhã và kinh niết bàn thầy định quy ẩn hai năm trên vùng núi xuân sơn để tĩnh tâm nhưng một sáng trong cơn thiền định Thầy tiếp xúc với một ông lão tóc bạc như tiên Dắt trâu đi cày ruộng Nói với thầy là Làm ruộng phải có người cày bừa giói Lúa mới tốt, thóc mới đầy bộ Ông lão ấy dặn thầy là nên đi gấp ra chùa Bảo Quốc Quế Đón chú nhỏ về nuôi Chú nhỏ ấy có cần khí Tương lai cày bừa giói và có thể làm nên sự nghiệp trí tuệ của người xuất gia. Ông lão tự xưng là học trò của Đức Quán Thế Âm Nam Hải và nói là ghé qua đây dán gửi thiền sư chỉ một việc, một việc rất quan hệ thầy tổ trong môn của thiền sư. nguyện quy ẩn của thiền sư là tốt, xong phải tìm học trò có tâm quyết để truyền trao yếu chỉ nhằm xiển dương chánh pháp sau này là điều tốt hơn Có một bé trai 14 tuổi Sẽ đến chùa Bảo Quốc tại quê Vào ngày tháng năm Họ Nguyễn tên là Đại Quang Thiền sư hãy mau thân hành đến chùa Bảo Quốc Để mang chú bé ấy về nuôi Chớ bỏ mất cơ hội Kể đến đó thầy tôi thông thả bước tới Và ôm tôi vào lòng Thầy tôi đã nghe theo lời chỉ bảo của ông lão trong cơn thiền định Nên sáng hôm sau thầy tôi mua vé xe lửa ra chùa Bảo Quốc ở Quế Dẫn tôi về chùa nuôi Sau ba năm hầu sư ông Người cho tôi đi xa tiếp tục việc tu học với các tăng thân khác Qua hệ thống đào tạo nhân tài của giáo hội Qua các Phật học viện trung phần Trong buổi tiệc và sinh hoạt tiễn chân Sư ông có cho tôi bài kệ với tất cả tâm quyết của người Chính nhờ bài kệ phú pháp của sư ông Mà hạnh xuất gia và tâm bồ đề của tôi không thối chuyển Bài kệ một câu năm chữ gồm có 28 câu như sau Con nên hằng ghi nhớ Lời của Thầy nhắc khuyên Học Phật chuyển tập khí Ái dục và sân si Phát triển giới định tuệ hạnh quán âm cứu khổ bởi năng lực từ bi con chăm lòng thường niệm ngày đêm chớ lãng sao thường niệm đức quán âm như nhớ nghĩ mẹ hiền con thơ hằng nhớ mẹ mẹ trăm phần nhớ con thầy trò mai xa cách thân này dù mất còn không phải điều trọng yếu, hãy giác ngộ chân tâm, tập sống cho thảnh thơi, qua nghi hằng vững chãi. Phước huệ ngày càng tăng, khế hiệp đạo chân thường, giúp mình cùng người khác thành tựu quả vô sanh, thoát ly nẻo sinh tử. Tình huynh đệ gắn bó, nghĩa đồng môn chớ quên quê hương chờ con đó đạo pháp hằng trong mong ông lão trong an dưỡng địa an dưỡng địa là một khu nhà mồ ở phú lâm gần bến xe đi về lục tỉnh trong khu an dưỡng địa có chùa huệ nghiêm có tháp phổ đồng tiền thân của chùa Huệ Nghiêm là Viện Phật học Phổ thông được thành lập đầu năm 1964 rồi chuyển qua Viện Cao đẳng Phật học chuyên khoa đầu năm 1971. Tôi và ba thầy Liêm Chính, Toàn Châu, Thiện Tường được Viện Trung đẳng chuyên khoa Phật học Liễu Quán ở Quế gửi vào đây học thêm 4 năm. Sau 3 năm tu học theo chương trình của viện, tôi đi thêm đoạn đường dài là đến tu học Hoàng Quá tại Hoa Kỳ. Ở An chuyển Địa tiếng đồn là có nhiều ma Đêm đêm ra các nhà mồ Ngồi ngắm trăng hay tham thiền một mình Thì có thể gặp các cô gái tóc dài Đội non lá xuất hiện Ngồi khóc nỉ non trên các nấm mồ Vì sự đồn đại có vẻ dễ sợ này Mà trên 40 thầy giảng sư của viện cao đẳng Thường cấm túc khi bóng đêm buông xuống Riêng tôi thì rất lì Không hề sợ chuyện ma quái Chuyện các cô gái bận áo trắng xõa tóc dài đội nón lá khóc nỉ non trên các nấm mộ là chuyện rất lôi cuốn cái tâm hiếu kỳ của tôi. Để coi việc ma là có thật hay quan đường. Một hôm vào mùa đông tối trời vào khoảng 11 giờ đêm tôi bận áo ấm đầu trùm mũ len mình khoác áo mưa trong từng bước một chậm rãi và thầm niệm bài thần chú đại bi đi đến các nấm mộ ở an dưỡng địa để quan sát hư thật Khi đến khu nhà mồ thì tinh thần tôi bị rối loạn Răng đánh bò cạp Đôi chân bị cứng lại và không di chuyển được Tôi có ý nghĩ là mình nên ngồi xuống với tư thế kiết già, phu tọa, bắt ấn hàng ma Nhưng không thể nào làm được Con người tôi lúc bấy giờ như một cây khô trồng giữa các nhà mồ sang trọng Và giữa các nấm mồ nghèo, phủ đầy cỏ dại Chuyện gì xảy ra trước mắt tôi không phải là các thiếu nữ bận áo trắng phủ tóc dài và ngồi khóc nỉ non mà trước mặt tôi là một đám trẻ con tàn tật trần mình đang bò lết chung quanh các nấm mộ các nhà mộ sang trọng để tìm kiếm thức ăn nào là trái cây bánh chuối xôi chè và đôi khi có cả đầu heo quay gà quay vịt quay nữa các trẻ con ấy là những người chết không siêu quá nên làm thân cô hồn là các trong linh không nơi nương tựa đói khổ và chúng cứ đợi khi mặt trời lặn bóng đêm xuống thì kéo nhau đi kiếm ăn từ nhà mồ cho tới nhà cầu bếp nút thùng rác máng heo có nhiều thức ăn dơ bẩn sót lại tôi nghĩ như vậy khi chứng kiến đám trẻ con mò mẫm tìm kiếm tranh giành miếng ăn trên các nấm mộ và nhà mồ vì vậy mà tâm tôi bị xúc động và thân tôi quá thành gỗ đá đứng trơ trơ như trời trồng ngay lúc đó dưới ánh trăng non vàng vặt Tôi thấy một ông lão đầu trắng xóa râu dài Tay chống gậy xăm xăm đi tới nơi các trẻ con Ra hiệu cho chúng ngồi xuống Có khoảng mười mấy đứa con nít tàn tật Đều răm rắp tuân theo lệnh của ông lão Ngồi xuống chung quanh các nấm mộ Bây giờ ông lão lên tiếng dạy bảo chúng Những lời rành mạch đầy triều mến Này các cháu Trước khi ăn thức ăn này các cháu phải biết đọc lời cầu nguyện để bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn các cháu nên cùng nhau chắp tay đọc lời cầu nguyện với ta dạy xong ông lão cất tiếng đọc và lũ con nít đọc theo kẻ chết quan không nơi nương tựa quanh quẩn chung quanh các nấm mồ lắng nghe câu niệm phật siêu độ Nam mô cứu khổ quan thế âm. Nam mô A Di Đà kim sắc. Nam mô cứu khổ quan thế âm. Nam mô A Di Đà kim sắc. Tiếng niệm đều đặn liên tục trầm hùng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, danh hiệu Đức Phật A Di Đà đầy màu nhiệm dưới ánh trăng. Nghe tiếng cầu nguyện của ông lão và các em bé khiến tôi ấm lòng trầm tĩnh và buộc miệng tôi cũng niệm theo câu niệm phật rất chí thành bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang qua với từng tiếng rít dài toàn thân tôi nghe lạnh lạnh rồi phút chốc các hình ảnh trước mắt tôi tan biến tôi bàng hoàng và cảm được sự có mặt của sự sống trong cõi vô hình cũng từ đó hàng đêm tôi thường đến các nấm mồ để nói pháp cho các vong thức âm linh cô hồn nghe có khi kiếm được tiền tôi đã mua rất nhiều thức ăn trái cây bắp nổ bông hoa và các loại kẹo bánh đem ban phát cho các cháu qua đời chưa siêu còn giảng lai đêm đêm trên các nhà mồ nơi khu an dưỡng địa trước khi đi mỹ tôi có ra nhà mồ an dưỡng địa để nói pháp và bố thí thức ăn cho các âm linh cô hồn lần cuối trong mắt tôi chẳng thấy bóng dáng ông lão và các cháu nhỏ tàn tật nào cả Nghĩa là tôi chỉ thấy một lần đêm đó mà thôi Tôi ước ao được gặp họ lần này để từ giả Vì ngày mai khoảng 25 tiếng đồng hồ Máy bay cất cánh là tôi có mặt tại Hoa Kỳ Không còn trên quê hương Và không có cơ hội sinh hoạt đời sống tâm linh Với những người quá cố tại an dưỡng địa nữa Tôi ước và ngồi niệm Phật chờ đợi Chờ đến một giờ khuya mà chẳng thấy bóng dáng em thơ nào cả Tôi nghĩ là tất cả các cháu đã được đi đầu thai và siêu quá Trên đường từ khu nhà mộ trở về phòng Tôi đã gặp ông lão Ông bảo là ông gặp tôi lần này là để chúc tôi lên đường đi Mỹ Ông xác chứng là các cháu nhỏ và nhiều âm linh cô hồn Đã nhờ nghe giáo pháp của tôi vài lần mà tỉnh ngộ Và được giảng sanh về cõi Tây Phương Trước khi ẩn hình Ông lão có dặn dò tôi mấy điều Ngày mai đi xa là tốt Quyết đi ngay chớ đợi chờ Năm bốn hai tuổi lên núi Ngược bên thuyền qua đến bờ Tôi vừa nhắm đọc lại bốn câu trên hai lần để nhớ Ông lão trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp Nhớ mang diệu ngữ trao truyền Nhớ nuôi nhân sự nối liền tông môn Nhớ thắp đèn buổi hoàng hôn Nhớ xây tu diễn bảo tồn chánh nhân Tôi định hỏi vài điều về tương lai Nhưng ông lão biến mất Cho đến bây giờ tôi vẫn hình dung một cách rõ ràng Hình ảnh ông lão và lời dặn dò tâm huyết Dẫn đạo cho công phu tu tập hoàng hóa của tôi trên xứ người Với tôi ông lão chắc chắn là quá thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đúng như lời ông lão nói Năm 42 tuổi là năm 1983 Tôi có cơ chuyên lên núi Madonna khẩn đất lập tu viện Kim Sơn